Dạ thưa quý bà quý chị, và hiện tại Chọc đang có mặt ở phòng trọ của U70 là chú Nghĩa đó quý bà anh chị. Bây giờ Chọc sẽ vào bên trong ha. Đi vô trong đây em. Bước vô. Thôi đợi chú chứ đồ gì quá trời vậy. À giờ thôi con gắn cái mi nói chuyện ngay xuống. Ờ coi nhanh nhanh đi để đăng chủ nhà. Là chú ở với ai? Ở với thằng Thợ Hồ. Thợ Hồ hả? Ừ. Bây giờ mà ở chung hả chú? Ờ à, ghép á. Ờ. Ủa cái phòng này là ở mấy người? Hai người à. Hai người là một cái phòng này thuê bao nhiêu hả chú? 1,5 triệu. Mất ha, tính ra 1,5 triệu. Nước rồi, 1,7 triệu. À, hai xe này của ai chú? Của Thợ Hồ á. Chặt hai chú ha. Ừ. Là tối thì chú ngủ ở đâu? Đây. Chú ngủ ở trên cái giường này đâu? À. Còn mấy anh Thợ Hồ ngủ ở đâu? Đây. Có một thằng gác này. Còn thằng ở trên gác. Ồ. Chặt chội quá ha. Mà kính mướn cái xác ưu tiền. Vậy là đây đâu chú đâu có bếp núc về chú nấu. Ừ. Nó ăn ngủ ngoài không? Ăn ngoài không hả? Chú đi cả ngày bán rồi không có thời gian nấu hả chú ha. Ừ. Vậy là tối là chú cứ về đây ngủ thôi chứ không có làm gì để trên này. Đúng rồi, trưa thì về đây nghỉ một chút mình về đi. À. Chú ở đây bao nhiêu năm rồi chú? 2-3 năm rồi. 20 năm. 2-3 năm. 2-3 năm. Và lúc trước là chú ở đâu? Ở Thuận An. Thuận An. Bình Hòa Thuận An. Vậy chú quen sao với hai anh Thợ Hồ này mà biết? Trời ơi, mình chú ở trước ở dưới đầu anh thấy như vậy mình ké cho. Là chú ở với một anh Thợ Hồ hay hai anh? Một à. Một à. Nó có vẻ như nóng ha. Chưa. Ừ. Có vẻ nóng với chú là tại vì trần đó. Ừ. Nó hơi nhỏ, hơi ngột ngạt. Trời, cái gác mà chứa đồ nhiều vậy thấy sợ không chú? Nặng quá, nó không chú. Con thấy cong, cái gai nó hơi cong cong rồi kìa. Tụi nó chắc chắn mà, không sao đâu. Chắc chắn hả? Cái xe là có anh Thợ Hồ. Thợ Hồ không? Là Thợ Hồ đi từ sáng đến tối về ngủ. Đừng có quay, đừng có quay với số xe của tụi nó. Về đồ chú đâu? Đây. Không không có gì hết trơn vậy? Ờ, có nhiêu đây thôi, không có gì hết. Hai vợ đồ. À, quần áo của chú với mùng mềm gối thôi. Có mấy bộ đồ à? Ừ. Đơn giản. À, cái hai túi này của chú luôn hả? Đúng rồi. Kiểu này mà hôm bữa mà cứ được vợ rồi về là đồng phòng sao? Mới đó, mình bởi vậy thua. Bởi vậy người ta kêu chú về đúng rồi. Chú ngồi xuống đi cho chú. Chú ngồi xuống đi cho khỏe chân chú. Con tâm sự tí xíu đi. Coi nhanh đi để mình chủ nó dễ nó tới. Tại sao chú sợ dữ vậy? Thôi mình lại mình nở gì là mấy đâu con như lại giúp chú thôi chứ anh em đây có ý đồ gì đâu. Người ta nói mình này kia không có. Mình hạn chế không cho người ngoài vô phòng hại chú. Đúng rồi. Ở đây là coi như phòng trọ ở trên nơi chú ở là không có cái có cái này thôi đó. Có cái lúc gì ở trên ha, chỉ có tắm rửa và ngủ thôi à. Ủa chú, vậy là cái xe bưởi mình sẽ đẩy vô trong cái vô đây luôn. Cái sân này ha. Ờ. Vừa đủ ha. Ừ. Đấy nó hơi ngột ha. Ừ. Cái anh làm hồ đó là anh làm đấy mấy giờ anh về chú? Tùy theo nó biết nó chủ nó muốn về giờ nào nó về mình cũng chú ý. Dạ. Chạy chiều 6-7 giờ mình mới về tới nhà. Dạ. Trời mưa ở đây nó có bị rột không chú? Không không. À. Nhưng mà trời nóng thì sao? Chú đi nè. Áo nóng làm con. Trời chắc nóng lắm ha. Ừ. Quen. Rồi ra được rồi mới nha. Đồ đạc. Về đi. Ha. Ai chú? Rồi ra sao? Mấy đứa lên đây. Đi sinh viên hả? Ừ. Là ở chung ở đây luôn hay sao? Không. À là để xem đây. Ở sao để đây mình thêm chọn của mình hay sao kia để được? Cái giờ mình đã không làm gì của tụi nó mà nó ghét. Chú cũng tốt bụng ha, chú cho để xe nhờ ha. Tại cái hè này đôi khi là chỉ có một cái sân chung thôi đó. Đúng không chú? Sân chung thôi cho nên. Là cái phòng bên đây hả? Bên đây có một phòng là đi cửa này hả chú? À, à, đi cửa này chứ để xe bên phòng chú luôn. Cái chọn này có hai phòng thôi hả chú? Giải luôn đấy. À, giải luôn. À vậy đi ha. Dạ rồi. Tắt đèn đi. Dạ. Ra để chú đi bán đi. Rồi. Quay sơ viết tình hình. Mấy đồ bên xây dựng. Hàng gì có nhiều cô chú anh chị thắc mắc là tại sao mà đêm tân hôn thì cô Văn không về phòng trọ của chú là ở đây. Có vấn đề là chỗ này nè. Đó. Thì bởi vậy cô Văn đâu có về được. Ừ. Là mình có khách sạn
khách sạn thôi, nhà cô dân thôi. Phòng này thì nó nhỏ thứ hai là mình phải ghét chứ không có. Chủ nhà trọ là đâu chú? Nhà này đúng không ạ? Ở dưới gạch đó nha. Cái phòng trọ của chú á, chú đứng đây con nói chuyện một xíu. Là dạo ơi, Mạnh Thường Quân có ăn vào đâu rồi? Có nghĩa là phòng có bên Mạnh Thường Quân có ăn vào á, vô phòng trọ chú xem xét như thế nào. Nhưng mà hiện tại thực sự thời ra là chú ở với một cái người khác rồi. Mà ở ghép với một thanh niên đúng rồi. Không? Thì con cũng đã ghi hình ở trong phòng trọ của chú rồi. Thì để Mạnh Thường Quân vào lại cái, để vào lại, tại vì cái này là Mạnh Thường Quân bên vào muốn là quay cái phòng trọ để mà cho cô đó xem như thế nào đó, thiếu cái gì đó. Cái Mạnh Thường Quân của em sao vậy? Hỏi chị cái phòng trọ, bởi vì hôm tăng hôn không về phòng trọ, có nhiều của chú chị gọi điện con nói sao mà không về phòng trọ chú. Nên cho mấy anh em vô để mình thấy lỡ sống cái kiểu đó vậy. Chú Tháo có nóng gầm con. Nhưng mà chú con thắc mắc nếu ví dụ đi cô muốn về thì chắc con nghĩ tối đó chắc xuống về khách sạn ha. Đúng rồi, không phải về đâu. Chứ nghĩ sao mà ở chung được. Dạ. Dập tơi bời sao chú nói nhỏ. Ở chung sao động phòng chung là sao? Đập tơi bời. Rồi vậy đi ha. Vào cái Mạnh Thường Quân của em gì đó vào. Hồi nãy thì em thì cũng có vô động rồi đó. Một là mình để em liên hệ với Mạnh Thường Quân lại cái sao. Thì sẽ tìm hướng để mà giúp chú để mà thuê. Nếu mà Mạnh Thường Quân giúp thuê cho chú căn nhà trọ khác là chú chịu không? Chịu. Vô trong ba bên kia nó sạch sẽ hơn. Mình thuê phòng trọ khác mới có lấy vợ nữa thì có chỗ đồng phòng nó dễ hơn. Có anh em được vô cũng dễ nữa. Dạ. Không có gì ngại, bên đó là người ta dễ lắm. Hôm bữa chú có nói với cô Văn là chú ở trọ vậy không? Có gì mà nó đâu có lại đây đâu. Cũng không, khổ cũng chấp nhận luôn. Không có lại đây. Không có lại đây nhưng mà biết nghe chú nói rồi vẫn chấp nhận. Vậy mới ác thì chứ mình như vậy. Ý là cũng không biết chú là bán ở nơi nào và chợ đâu đúng không chú? Cho nên chú cũng bức xúc về cái việc sao không hỏi thăm là chồng mình sống ở đâu và như thế nào, lỡ đau ốm bệnh tật hay xảy ra chuyện gì thì nói chung là không biết đâu mà lần chú ha. Rồi đúng rồi. Chú bức xúc điều đó. Và con nói chú nghe nè, thì hôm nay là cái như là Mạnh Thường Quân của giàu á, thì lại là xem là phòng trọ chú như thế nào. Nếu mà thiếu thốn thì tuyến tùy duyên như chú. Và giàu anh em ở đây đăng tải lên, nếu mà có tùy duyên thì Mạnh Thường Quân người ta có hỗ trợ cái gì thì mình nhận cái đó thôi. Rồi, rồi. Tùy duyên cho nên là anh em ở đây không có hứa chắc như chú. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Không sao, không có gì hết. Dạ. Mà tại sao mà anh em vô chung phòng trọ chú tí xíu mà làm gì đuổi hay dữ vậy? Trời không phải. Tâm sự tí xíu thôi. Nhưng mà chú ở không vậy rồi mình phức tạp với hai nữa. Chủ nhà nó nói này nói kia là mình này kia không? Nói gì cái đó là... Tôi tính là cần... Nếu mà không có mấy cần tuần lễ nửa tháng tôi cũng dọn đi à. Chú anh kia tôi ở. Nó trật trội ngột quá hả chú? Ngột lắm với hai nữa là mình ở không có chịu thoải mái. Yeah. Bên kia nó rộng, bên kia nó gió mái là thoáng lắm. Nhưng mà phòng trọ đó làm sao mà chú vô sao mang dép trong cái bụi cát không à? Gì, gì, để lắc ngoài chứ. Xe cộ tụi lúc vô ra thường hoài đó. Dạ, rất là dơ luôn. Tại vì cái nhà nó cũng để xe rồi đó. Cho nên chú muốn cho mấy ông vô là vậy đó. Đây tôi cười tôi làm sao? Thấy không? À chú cũng ngại là tại vì cái phòng nó hơi bừa bộn một xíu đúng không chú? Đúng rồi. Chứ mình nở sạch sẽ, ví dụ mình cũng một mình riêng mình nở sạch sẽ thì khách cứ vô nó khỏe hơn. Còn này. Còn đi khách bạn bè tôi đâu là đời nào mà dẫn vô. Thôi mình ra ngoài đi ha. Dạ, dạ, chú đi bán đi. Dạ, thưa cô chú anh chị, thì hiện tại bây giờ chú Nghĩa cũng dẫn anh em vô phòng trọ. Thì giờ chú Nghĩa lại tiếp tục đi bán bưởi nè cô anh chị. Con xin cái mi cái chú Nghĩa. Dạ. Thì chú đi bán đi ha. Dạ. Thì dạ, clip chọc đến đây cũng xin kết thúc. Xin hẹn quý bà anh chị những clip tiếp theo. Bye bye tất cả quý bà cô anh chị. Quý bà anh chị xem hãy để lại bình luận rồi để cho có ý kiến cho chồng ha. Dạ bye bye tất cả quý bà anh chị.